Dùng rồng rọc bán thức ăn, chuyện như không tưởng nhưng lại đang hiện hữu giữa lòng Sài Gòn trong mùa dịch Covid-19. Kể từ ngày chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc cách ly toàn xã hội được thực hiện, ông Lê Hoài Nhân, chủ một quán phở tại thành phố Hồ Chí Minh đã sáng chế chiếc rồng rọc bán thức ăn cho khách. Để làm được chiếc rồng rọc này, ông Nhân mất hơn 3 giờ đồng hồ cùng chi phí vài trăm nghìn đồng. Rồng rọc của ông Nhân khá đơn giản với đường ray, khung cửa sắt. Hệ thống rồng rọc có chiều dài 3,5 m, bánh xe gắn vào rổ làm bằng bạc đạn và được bôi trơn bằng dầu ăn. Cái lý do mà tôi làm cái rồng rọc này là do cái Thủ tướng Chính phủ khuyến cáo người dân nên khoảng cách 2 m. Thành ra tôi có ý tưởng làm cái rồng rọc này để mình cách ly giữa hai người với nhau để đảm bảo về cái an toàn sức khỏe giữa người mua và người bán. Thì mình người ta ở ngoài người ta kêu, rồi ở trong đó mình nấu trong cái bắt đầu mình khách bỏ tiền vào cái hộp đó, các bạn kéo vô mình bỏ thức ăn đưa ra cho khách thôi. Chỉ có vậy thôi. Nếu nói về cái rồng rọc này, tại mình bán cái thức ăn này thì cái rồng rọc này nó đưa ra cho khách xa ra rồi đưa lấy tiền vô, chỉ cần kéo dây thôi là đã xong rồi. Thì ý tưởng này thấy rất hay. Ban đầu khi ông Dân áp dụng hình thức bán hàng này, nhiều khách hàng cũng bỡ ngỡ vì chưa quen. Nhưng vì đang trong mùa dịch, hệ thống rồng rọc này có thể hạn chế tiếp xúc và đảm bảo an toàn cho chính người mua. Lâu dần họ cũng hiểu và không phàn nàn. Anh thấy thiết kế cái băng chuyền như thế này thì nó khá là đặc biệt. Nó giữ cái khoảng cách cho của mình với cái tiệm ở trong này nó được an toàn hơn. Mình cảm thấy an tâm hơn. Mô hình này là đảm bảo an toàn, rồi là vệ sinh. Rồi hả là đối với này hả đang dịch bệnh như này hả là mô hình này là quá đẹp, quá tốt. Dịch Covid-19 phức tạp khiến công việc buôn bán của ông Nhân cũng ảnh hưởng phần nào. Tuy nhiên nhờ có hệ thống rồng rọc này mà khách ăn phở mỗi ngày vẫn lui tới quán của ông. Nhưng mà do cái ý tưởng của mình làm được vậy cũng bán tương đối chấp nhận được, nói chung mức thu nhập được mới chấp nhận được. Phòng chống mà lây nhiễm thì hiện tại giờ mình có làm cái rồng rọc thì mình giữa người khách và cái người mua thì nó đã cách xa rồi đó, nó an toàn rồi đó. Còn cái những người mà tới mua đây thì cũng phải cách xa, đứng đợi cũng phải cách xa 2 m. Nhưng mà mình phải khuyến cáo người ta là không nên đứng gần đó. Không riêng ông Nhân mà nhiều người dân khác ở thành phố Hồ Chí Minh cũng đang mong mỏi từng ngày dịch Covid-19 qua nhanh để họ có thể trở về với cuộc sống thường nhật. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.